Cả nhà mình khởi hành thôi. Đời. Mình cần cái điếu. Đi đâu phải xách cái điếu cày đi. Đi nào, đi sao. Bà đâu? Còn bà nội nữa ạ. Chú đâu? Nhân vật chính. Lạc mất bây giờ. Nhân vật chính mà lại lạc mất thì thôi đấy. Thế là cháu nội ra rìa luôn. Đấy, chán á. Nói chung là đây là ước mơ của bà mình rất là lâu rồi. Ước mơ của bà mình là được đi những cái nơi, những ngôi chùa mà to đẹp của Việt Nam, nhưng mà bà chưa đi được. Năm nay thực hiện là ước mơ cho bà. Có cả gấu Bắc Cực đi cùng. Trông lạnh nhìn như kiểu nó. Năm nay là cả nhà đi nha mọi người. Cả nhà luôn. Cao bằng môn ca. Đấy cô Hạnh này cao phết đấy chứ chả đùa đâu. Cô Hạnh cao phết. Tìm đi. Đây cao ra phết. Đây cao gần bằng đạt rồi đấy. Đo. À đo à? Cao chứ phết, cao hơn này. Cao hơn này, nhưng mà đơn giản đâu. Cao hơn mà lại dày này không độn nhá. Dày không độn luôn, được chưa? Dày không độn luôn. Cao hơn khối người đừng có đùa. Cô Tâm này, ngắn một mỏ. Thôi, lên xe đi nào. Mình không biết con cá này là cá gì cả. Đây này. Đây con cá gì hả mọi người? Nó như kiểu cá sông. Cá ở suối. Cá ở suối nhưng mà không biết cá gì mọi người ạ. Sao bà Hạnh buồn thế? Mệt. Tuần tiền chưa xong. Quỳnh với Tuấn này, ôi trời. Con cá gì ấy? Cá suối. Quỳnh hỏi cá gì không? Cá suối. Anh yêu. Đây là thịt hoẵng này, thịt bò xào măng rừng này, măng trúc này, mực mộc các kiểu tôm. Sao ở trên núi có tôm nhỉ? Nhỉ, trên núi có hoẵng, có khỉ, có khiếc các thứ, sao lại có cả tôm? Tôm là ở dưới sông chứ đúng không? Ở dưới biển nè. Rất là buồn cười. Ở trên tôm sống ở trên mây à? À tôm bay à? À. Tuấn ăn từ nãy 3 bát rồi, sợ thật. Vậy là bây giờ là cả nhà đã ăn xong rồi. Trên tay là có vé rồi. Bây giờ cả nhà sẽ di chuyển ra chỗ xe điện để bắt đầu di sửa chuyển, mọi người hiểu không? Di chuyển lên để lên các cái khu tham quan thắng cảnh. Ở đây là khu di tích lịch sử của Việt Nam, chùa Yên Tử nha mọi người. Đây là một
di tích lịch sử của Việt Nam mình. Bây giờ cả nhà mình đi di chuyển nhé mọi người. Di chuyển lên trên cáp treo mọi người ạ. Di chuyển lên trên cáp treo. Nhà mình sẽ đủ một xe đấy. Rồi. Xe điện đây người ta phi ghê không? Tiếp tục là lại một chặng cáp treo nữa. Tiếp tục một chặng cáp treo nữa nhé mọi người. À quên, đây là xe điện. Mệt quá nói nhầm luôn. Mệt không con? Nó nóng. Nóng nhưng con không có mệt. Con nội tâm hộ con nha bà. Bà hai ơi đưa hộ cho con bà nội. Ôi. Nóng vậy là hay. Giờ lại tiếp một phát xe điện nữa tới cáp treo. Kinh quá. Nào rồi. Đây con đội hình này là một người đi bộ.
và cái sau. À, vậy là mơ ước đi chùa Yên Tử của bà là năm nay đã được thực hiện. Vậy bà mình là mơ ước đi chùa Yên Tử rất là lâu rồi nhưng mà không đi được, nhưng mà may quá là bây giờ bà vẫn còn đủ sức khỏe để theo mừng. Bà thấy vui không? Vui lắm. Vui lắm. Cả nhà mình năm nay là cả nhà mình đi, có cả mèo Bắc Cực, còn đây là bác gái mình, cô mình, rồi hai bác nếm Monica. Bác Sơn, bác Sơn anh trai của bố mình. Và Quỳnh tóc xoăn. Đấy. Mai nhiều mụn. Chỉnh lại cái khẩu trang. Không. Đẹp, đẹp không ạ? Đẹp ạ. Nhưng mà đi cáp treo này mấy lần nhiều phết đấy chứ. Bà đi nhiều cáp treo rồi mà đúng không? Chùa Hương này ở đâu nữa? Mới có chùa Hương rồi. Thế bà còn thích đi những chùa nào nữa? Hôm nay là bố mẹ con đưa co bà đi chùa này này. Đi chùa đi. Cái bầu. Cái bầu. Cái bầu. Cái bầu với lại cái gì? Cái tử rồi. Cái bầu. Cửa ông. Thế còn bà thích đi những chùa nào nữa? Thôi bà quay về. Muốn đi chùa nào nữa thì lại tổ chức cho bà đi. Chùa Di Lặc. Chùa nào thì tính sau. Thì tính sau à? Thế để tính sau nhá. Rồi bây giờ mình sẽ dắt bà đi lên chùa nha mọi người. Lên chùa để cho bà lễ Phật và đi ngắm các cảnh quan của chùa Yên Tử. Có những gì đẹp thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhá. Mọi người xem video nhé mọi người. Hai bố mẹ quyết định đi riêng. Sao mặt ngơ thế? Buồn ngủ. Buồn ngủ. Buồn ngủ này tí nữa không biết bay Braycam có dụng hay là còn. Đây. Quỳnh một mình một góc.